mồi ăn đem câu giăng. Phải không đó? Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá hàm mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Trời thanh gió mát, cá tắm câu ngoài đuôi gọi nhà. Trời thanh gió mát, anh cho em đi với nha. Nhỏ lớn thì có dính lên được rồi. Còn dính. Em thấy chắc anh cũng dính luôn á, giống hợp Tuấn luôn rồi. Không dính Tuấn ơi. Không dính. Anh chưa kéo hả anh? Dính không anh? Dính thiệt. Đúng được cá ngon. Có bóng nè. Có bóng. Lưỡi bị ém mà dính một quỷ nhỏ. Con cá thì cái miệng nó bự hơn. Cái miệng nó bự hơn cái bình nó chắc ghê này. Vậy nó mới dính câu anh chứ. Mấy em mỏi miệng quá. Người ta câu dính cá 60 bèo. Anh như tiếng câu cá. Quỷ cá bóng như mặt quỷ gì tớ. Trời ơi, nó quất con mực ở trong cái gì nè. Chuyện thả kế bình nhau. Mồi cái trang. Tính này nó nhạy cá thiệt á. Mình ảnh quất 5 cá. Mà cá nhỏ nhỏ hả anh? Cá gì mà đủ màu hết vậy Tuấn? Cá này bỏ nha. Thôi, cứ để cho mấy đứa chơi. Cá nhìn ghê quá. Ừ. Ha. Nhìn nè, nhìn nè. Lớp nó thật Tuấn. Bà nhìn cái nó có hai cái lớp này. Cái cá này mà mình có cái hồ cá nuôi chắc đẹp lắm rồi. Nè ba nhìn nè. Lúc anh. Nó có hai cái dãy trên lưng làm như con rồng vậy. Nè thấy không? Thấy không? Hai bên nè. Nó khác thấy không? Nó hai dãy kỳ đúng nha. Không, cá này nằm dưới hầm đẹp lắm á. Có hồ cá. Hồ cá đẹp lắm á. Đừng bỏ, đừng bỏ, để cho mấy đứa chơi. Nó nhỏ quá, không tin. Nhỏ quá, nó bị bu luôn. Cần bự quá, dày bự quá. Anh phá hoài. Bỏ con kia xuống đi. Thôi, đi cơn. Mình được người có 5 con rồi, phải không? Đồ cá này muốn còn nhiều con. Ủa vậy hả? Cá silver nó, cá salmon nó khác. Cá này China rockfish rồi. Hình như vậy đó, bây giờ chị mở lên coi. Cá này đẹp thiệt chứ. Nó mà bơi dưới hai cái mang nó phình như vậy nè. Hai cái mang đó. Anh làm như có mình ảnh câu được. Em nói anh là dính rồi. Anh biết chính rồi đó, nhưng mà anh làm cá này bộ. Nó có bự hơn không ta? Cá này bự nha anh hả? Cá bự lắm rồi. Bự lắm hả Tớ? Bự. Cá để chỉnh cái nha Tớ. Chỉnh này nó bị cứng ở đó con. Anh hết cứng. Chỉnh cái dây ấy. Quá nặng rồi. Thôi rồi hả? Hôm nay chỉnh được. Được chưa? Wow, chị, vậy bây giờ tính quá chưa? Thôi chứ, tôi chuyện cần câu cân nữa nha. Còn dính không cưng? Còn nè, dính đâu. Ok, ok. Bây giờ là biết nặng rồi. Ok. Cái đầu câu cỡ này luôn. Mới là
Ôi, giật nữa. Rồi, dính rồi. Rồi, rồi, dính rồi. Leo, leo. Gần tới rồi, coi chừng dính tao. Ôi, thầy cứu em. Thầy có giật không? 94 này còn xa lắm. Còn xa lắm mà nó còn gì đó. Là còn cá bự lắm á. Dính đầu câu lên ba. Oh my god. Ôi, ôi. Quên chăng cây câu luôn á. Gì hả thế? Nó cái là anh nó có một câu là vậy đó. Ừ, bị mạnh quá. Quá trời đó rồi. Còn dính không cưng? Còn tại cái khổ lắm. Nó dậy vậy lắm nha cưng. Chắc hai lại bịch quá. Thì nước sâu này là không dính thôi, là dính cái lớn. Thế như thế nào? Còn 27 rồi đó nha. Cái gì dữ lắm hả Tân? 15. Nó bự thế rồi. Dạ, hai con luôn. Oh my god. Với lầu ai? Với lầu ai? Với lầu ai? Oh my god. Quá bự luôn. Quá ngon rồi. Chúa ơi, cái đó là cá dế lô ai đó. Ê, cái lưỡi cần sức anh ba. Anh ơi, cái lưỡi cần sức rồi. Cái lưỡi cần sức anh nó lẹo ngang kìa. Mau lên, mau lên, mau lên. Vô cái đầu đi. Hay lấy cái giật, lấy giật, lấy giật. Lấy cái giật đi ông xã. Lấy cái giật đi, lấy cái giật đi anh. Nhanh lên đi, cần câu em dính rồi kìa. Oh my god, nhanh lên đi. Rồi, dính chưa? Rồi, nhận hàng đi. Ôi, chưa. Hai con một lượt. Quá giỏi, quá giỏi. Oh my goodness. Chúa mẹ ơi. Dế lùa ai? Khó dính lắm. Quá bự con quá cá. Quá trời, lôi chúa mẹ ơi. Cá bự lắm, nó nghĩ em mạnh lắm. Anh ơi, xích vô trong đi. Đâu anh ba đâm rồi. Dạ. Hai nghĩ em mạnh lắm, anh ba biết cầm lên. Gớt chá. Cây câu anh để mà lòi có chút xíu cái đầu anh thấy không? Mà nó giật cây câu anh gớt xuống luôn á. Em lại em gỉ một cái, nó gỉ ngược lại em. Thấy chung tướng anh không câu thôi, anh câu mấy thứ này nè, chứ rồi thứ kia câu lãm gì. Bự hơn cá đó, ngài cầm ấy. Cầm đầu ấy. Ô, dính rồi, dính rồi, dính nữa rồi. Cầm thử cái đầu ấy, cầm cây gan câu ấy, cầm cây gan câu ấy. Phải dính không anh? Rồi, tướng dính luôn rồi. Chạy lại 400 feet chứ đừng thả ra đây nha anh ba. Chỗ mình dính 400 á. Mẹ lúc mà giật lên mà của em sao không giật? Của anh ba mới nãy em đang quay vô vậy nè. Nghỉ xuống. Trời ơi, chúa ơi, nhanh lên. Ông xã nhanh lên thả xuống anh máy ơi. Ủa ôi, cái có bự ghê trời. Anh đẹp không? Đẹp không chứ? Ừ. Thấy chưa? Giá đồ ai phải không? Bởi vì chuyện cưng không biết chứ. Cưng ghiền đi câu luôn á chứ không phải giỡn đâu. Rồi em chín rồi. Bảo đảo anh ba em chín rồi, nó mới giật nè. Nó mới giật em nè. Quá trời, bên đây good chưa? Giờ thì mới, nó mới chị nè. Chị nói mà đi thì phải xách cần câu theo, xách mồi theo. Nãy giờ không thấy nó giật lại mà giờ giật lại rồi nè. Vậy hả? Ờ. Nhưng mà chị nhìn cần câu cũng là biết dính là chắc rồi. Em sợ dính rác ở dưới, dính rồng á. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, anh ơi. Bây giờ có cái thùng khác đây nè. Quá bự. Anh ơi, lấy cái thùng này nè. Kinh khủng vậy chứ. Đưa gối vô đi. Vô vô cái này vô. Cái đầu thì có khi cũng ôm vô vậy. Dính lòng cân, dính lòng cân. Chắc chắn không? Mới giật cái nào mà giờ hết giật rồi. Hết giật nhưng mà cái đầu câu còn dính chứ gì? Nặng lắm. Bỏ nước vô ông xã. Nặng lắm. Bỏ vô đây giống con nước đá nè. Yeah. Vậy bỏ vô đây luôn anh ơi. Con nước đá là quá good rồi. Cái nước lạnh cũng được nữa. Quá trời quá đất. Mày bấm đi câu. Rồi còn dính rồi, dính rồi. Dính không? Dính. Còn dính phải không? Dính không? Dính. Không biết cái gì thôi. Coi dính là vui rồi. Trời ơi. Em sai dữ vậy. Kéo đi cưng, kéo đi, kéo bằng cái kia đi. Hết rồi. Cái gì không rồi. Sao vậy? Nó giãn ra rồi. Kìa, thấy không? Dính thấy không? Đâu. Coi. Hai con luôn đó. Dế lùa ai? Dế lùa ai luôn kìa. Dế lùa ai? Dế lùa ai nhỏ. Một con dế lùa ai nhỏ.
Thấy không anh? Chú mẹ ơi, đẹp chưa? Ôi ơi, cứ chưa? Giống ba luôn, cũng hai con luôn đó. Chú ơi, ra phóng cho phích lại hả? Chỗ này bị trôi rồi, tại của mình ở ngoài kia. Chú ơi, cái khu, cái dùng của nó. Em vui quá trời luôn rồi. Thấy chưa, hai con rồi nè, chưa bao giờ câu được con cá mà nó bự bằng con cá kia ha anh. Còn không cưng, còn chín không cưng? Nặng hả? Nặng luôn hả? Luôn hả? Đó, trời ơi. Cái cảm giác này đó, là đó, mình thích nhất á. Chị thấy rồi, chị thấy rồi, chị thấy rồi. Quá. Cảm giác đi câu cá là gì là thích nhất á. Nhiều lắm nha, mà mới đụng đáy buông ra đó. Ừ, mới đụng đáy thôi, em dắt lên là quay lại dính liền á. Ủa anh quay lên cũng được, anh thả xuống, cái thả xuống á mới rít. Nó chìm xuống hả? Okay. Tại nãy tưởng là nó đang trôi của anh. Với lại coi. Nặng không, còn nặng không, còn vịt vịt nhiên cơ. Một là hai con, hai là con bự hả anh? Ủa máy mà cũng chịu dữ quá. Cái lực lực này nó kéo nặng ghê luôn. Nếu mà kéo tay á, ghê không? Nhớ chỗ này nha anh, cái này Winnie B hả anh? Anh? Ok. Còn bao nhiêu nữa cưng? 25. Bởi vì mình có bằng câu máy á, mình mới rớt. Cái con này kéo không nổi. Quên bấm reset rồi. Sao rồi, sao rồi? Còn nhiều đây thôi mà quán cũng muốn đuối nè, lên gần hết này. Chị nói chú ơi, chị thấy rồi, dế lùa ai? Không phải dế lùa ai? No, cái này Red Bandit. Red Bandit. Nó lòi cái bụng lên nè. Red Bandit. Rob Eye. Ờ, Rob Eye. Rob Eye hoặc là Red Bandit anh thấy. Rob Eye nó không có dế lùa. Red Bandit. Nhưng mà nè. Con này bằng anh ba. Con này bằng của tao đây. Bằng tăng bằng tay nhưng mà không biết một. Mà cái này cái gì lòi vậy? Cái lưỡi nó cơ. Cái bong bóng nó cơ. Thả mồi anh đem câu giang. Cái bong bóng không? Không có tin đâu. Anh đem câu giang. Con cá hàm mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời.